Chào mấy ông, thì hôm nay tôi sẽ test thử cái combo tôi vừa tạo, đó chính là Brave Hyperion, Destroy Dust và Two Stamina. À, mà kênh tôi thì chỉ có mấy thằng mà làm vì tiền, làm YouTube vì tiền nó mới gắn quảng cáo thôi, chứ làm đéo gì cái kênh 400 subscribe này mà đủ tiêu chí để vào quảng cáo luôn mấy ông. Yo, và sau đây là chuyên mục quảng cáo. Nếu như bạn nào muốn sở hữu khá là nhiều bay và mua được bay ưng ý với giá thành tốt thì hãy ủng hộ O2 Japan Shop trên Shopee và mình sẽ để phần link dưới phần miêu tả nhé. Và bây giờ tôi sẽ cho nó battle với một số bay. Không nói nhiều nữa, bắt đầu battle luôn. Vẻ như combo Poison Hydra, oh my god. Ok, và bây giờ tôi sẽ cho nó thử đấu với Mirage Fafnir. The fuck. Mirage Fafnir. Thử xem nó có thể spin steel không nhỉ? Ok, Prey Hyperion 1 điểm. Bây giờ tôi sẽ sử dụng Launcher để battle cả hai con. Nghe choảng nhờ có vẻ thốn. Tại vì va vào thành khá là nhiều. Kể cả tính năng của phim Brave là khi mà bay va vào sàn nó sẽ dội lại và đập thẳng vào bay khác. Nhưng không sao, tôi chỉ ở đây để bình luận thôi. Nó làm gì thì kệ nó chứ nhỉ. Để xem ai thắng đây. Nhìn như có vẻ là Mirai Fafnir nhỉ. Ai thắng đây nhỉ? Tôi vẫn không biết. Không hiểu tại sao nhưng mà tôi lại rất là thích chơi bằng tay không như thế này. Burst finish. Ok, có vẻ như là cái combo tôi tạo cho Mirai Fafnir có vẻ như là bị thua rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái combo attack khi mà tôi lại dùng cái riêng stamina, không hiểu tại sao. Nhưng mà combo này combo gì? Đoán mấy. Để xem mấy ông đoán đúng không nhé. Hãy đoán ở dưới phần miêu tả xem tôi sử dụng combo gì cho con này. Ok, bắt đầu bắt tồn. Ôi địt, sao không gắn được nhỉ? Hay gắn được do lỗi kỹ thuật cho nên là có thể là điểm trận này sẽ không tính, tuy không tính điểm nhưng mà con này vẫn thắng nha. Thôi kệ thôi. Chết mẹ, kẹt con chơi rồi. Như lộ driver mẹ rồi. Thôi kệ. Ok, đối thủ tiếp theo sẽ là Super Ragnarok và cái combo gì đó. Tôi sẽ cho mấy ông đoán tiếp. Go shoot. Go shoot. Hey, lộ driver chưa nhỉ? Một điểm. Tiếp theo nữa này. Văng ra ngoài nữa rồi. Gấu sư. Gấu sư. Wow. Super Ragnarok. Oh my god. Mấy ông nhìn quỹ đạo quay thì mấy ông có thể đoán được phần nào cái combo của con
Super Ragnarok này. Ông đoán xem nó dùng combo gì. Ôi điệt mẹ lỗ luôn cái driver rồi. Tôi sẽ tạo một cái combo khác nữa cho mấy ông đoán. Ok, bây giờ mấy ông sẽ đoán xem tôi dùng combo nào nhé. Để đấu với cái combo tôi vừa tạo. Wow, combo gì mà mạnh thế này? Không đoán xem tôi sử dụng combo gì. Nhưng nó sẽ không, cái combo này chắc chắn sẽ không spin steel tốt bằng cái combo kia của tôi. Ok, và lần này tôi sẽ cho nó spin steel thử cái combo này xem. Cái combo này có liệu có chống được spin steel không? Mà nó nóc luôn chứ đéo chống. Làm lại nhé. Tôi không có nhiều thời gian edit cho nên là vâng. Ai thích thì xem, không thích thì xem. Wow. Thật sự cái combo này tôi vừa tạo nó khá là mạnh đấy. Bác nào đoán thử xem đấy là combo gì. Mấy ông vừa thấy driver đúng không? Ok, bây giờ tôi có bây giờ tôi chỉ cần mấy ông đoán cái combo cuối cùng mà tôi cho battle với con Brave Hyperion này thôi. Ai đoán được thì tôi không biết làm gì để đền đáp nhỉ. Tôi cũng không biết làm gì luôn, hay là đưa. Nói chung thì tôi sẽ có 4 người đoán được cái combo đó trong video tiếp theo. Cái combo mà cuối cùng đấy nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem video. Nếu thích hãy để lại một subscribe, còn nếu không thích thì cúp chỗ khác nhé. Tạm biệt.